Cảnh sắc thiên nhiên kính chào cả nhà, kính chúc cả nhà mình đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Bữa nay mình đi ra cái khu vườn trước cửa nhà mình thấy có một con ốc, ốc này này kia bằng ốc hương ốc gì đó. Nó đang bò di chuyển đi ăn đó, sẵn đây mình quay chia sẻ cả nhà mình xem nha. Giờ thấy đang bò không? Bò cũng đẻ lắm mà. Loài ốc này rất ăn tạp, mình trồng rau trồng gì là nói chung là nó ăn là chuối hết trơn cả nhà, nhất là cải ngọt. Cái loại này là sáng sớm mà nó với giấc khuya á, chiều tối là nó ra có khoảng 7 giờ 6 giờ là nó ra nó ăn lắm, đi ăn mình không có thời gian để quay cái nhà xem. Giờ mình đi ngang cái sáng sớm ra quay cái chim ra quạt kêu chết. Sáng sớm bình minh lên à, đẹp lắm cả nhà, chim bay nha. Bây giờ nó quay đầu qua phía bên đây nè. Cút đầu trở lại đây coi, nó cút đầu nó bò đi đâu nè, theo dõi nó coi nè, nó ăn cái lá đó hay gì đó. Cả nhà thấy nó ăn tạp ghê không? Để mình qua phía bên kia mình quay ngay cái miệng nó luôn. Đấy.
nhúc nhích cái nó cúp cái đầu nó vô liền đó, giờ bây giờ nó thò đầu ra cả nhà thấy không đó, giờ chuẩn bị bò đi nữa nè, ăn nữa nè.